Em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em. Có rất là nhiều bác này, rất là nhiều bạn có nhắn tin cho em là bây giờ có cái ứng dụng nào có thể tham gia kiếm tiền lâu dài và uy tín hay không. Thực ra trên cái thị trường kiếm tiền online bây giờ có vô vàn những cái ứng dụng, những cái trang web để chúng ta có thể tham gia kiếm tiền. Nhưng mà để kiếm được một cái ứng dụng kiếm tiền lâu dài thì nó rất là khó. Bởi vì những cái ứng dụng đó chúng ta tham gia cũng chỉ được tầm vài tháng đến nửa năm là những cái ứng dụng đó đã hết uy tín rồi. Và bản thân em ngày hôm nay sẽ cập nhật chia sẻ cho các bác về một trong những cái ứng dụng mà bản thân đã tham gia đến cái thời điểm bây giờ là 4 năm rồi nha các bác nhá. 4 năm rồi. Trên cái ứng dụng này là em tham gia từ năm 2020 đến bây giờ là 2024, là như vậy là được 4 năm. Và các bác cũng có thể thấy này, cái tổng thu nhập hành trình 6 tháng qua của em ở trên cái ứng dụng này là 65.331.000. Thì tính ra mỗi một tháng em sẽ kiếm được ở đây là hơn 10M nha các bác nhá. Hơn 10M ở đây. Mỗi một tháng là khoảng độ là 10M, 500.000 ở đây. Các bác cũng có thể thấy này, đây là thu nhập 6 tháng của em. Cũng có rất là nhiều bác có thể kiếm được cái số tiền nó lớn hơn đây rất là nhiều trong 6 tháng qua. Cũng có những bác có thể là kém em. Nhưng mà đây là một trong những cái ứng dụng uy tín mà trên cái video ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho các bác. Mà bản thân em và rất là nhiều bác đã áp dụng, đã kiếm tiền thành công được nó ở đây lâu dài và uy tín nhá. Trên cái ứng dụng này ấy, thì ngày hôm nay em sẽ cập nhật cho các bác về 5 nguồn thu nhập. 5 nguồn thu nhập để các bác có thể tham gia và kiếm tiền. Đây bây giờ em sẽ vào cái ứng dụng cho các bác cùng tham khảo. Cái ứng dụng này thì nó không quá là xa lạ đối với những bác nào mà đã tham gia kiếm tiền ở đây, cũng như là những bác trở thành đối tác hoặc là những bác kiểu như là chen coin này, mua bán coin ở đây thì các bác cũng biết đến cái ứng dụng này rồi. Rất là nhiều những cái nguồn thu nhập thì em sẽ chắt lọc cho các bác về 5 nguồn thu nhập chính. Để tham gia kiếm tiền ở trên cái ứng dụng ví Onnet này thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải có cái ví Onnet. Cái ví Onnet này thì cái đường link tham gia đăng ký em sẽ để dưới phần mô tả của video. Cách đăng ký ở đây thì nó rất là đơn giản thôi. Các bác có thể đăng ký cho em bằng số điện thoại hoặc là đăng ký bằng tài khoản Gmail. Sau đó điền cho em mật khẩu, tên đầy đủ của các bác rồi tích vào đây, ấn vào mục phần đăng ký. Sau khi các bác đăng ký thành công xong, nó sẽ có phần download ở trên cái ứng dụng. Hiện tại thì cái ứng dụng ví Onnet này được hỗ trợ ở trên hệ điều hành CS Play và App Store rồi nhá, nên là các bác yên tâm. Và có hơn 1 triệu lượt tải xuống rồi. Đấy, cái số lượt tham gia tải cái ứng dụng này cũng khá là nhiều, hơn 1 triệu rồi. Rồi sau khi mà các bác đã cài đặt xong cái ứng dụng, các bác có thể mở lên. Và trụ sở ở trên cái ứng dụng ví Onnet này được đặt ở Hà Nội rồi nhá. Và hiện tại đang có một trụ sở nữa ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như bác nào mà muốn kiểm chứng về cái độ uy tín ở trên cái ứng dụng ví Onnet này thì các bác có thể lên Facebook, lên Google để các bác có thể search về trụ sở của cái ứng dụng ví Onnet này để các bác có thể phần nào yên tâm để chúng ta có thể tham gia. Bản thân em tham gia được là 4 năm nay rồi nên là các bác cũng có thể tham khảo cho em. Rồi, đây là cái giao diện của cái ứng dụng ví Onnet. Sau khi đối với những bác nào mà là người mới, chúng ta mới đăng ký thành công xong cái ví thì chúng ta sẽ vào cái mục đây, nó sẽ có cái phần hình trang cá nhân. Các bác sẽ vào đây để em sẽ giới thiệu qua một chút những cái phần để chúng ta có thể liên kết và xác minh tài khoản nhá. Các bác ấn vào cái mục cài đặt thì các bác kéo xuống, nó sẽ có một cái phần đó là phần xác thực tài khoản ở đây cho em này. Đối với những bác nào mà chưa xác thực tài khoản thì các bác vào xác thực cho em. Chúng ta sẽ xác thực bằng cái tài khoản, ví dụ như là giấy tờ tùy thân hoặc là hộ chiếu của các bác đều được. Nó phải trùng với của các bác nhá. Nó trùng với tên ngân hàng để khi chúng ta xác thực thành công xong, chúng ta sẽ lên trên này. Nó sẽ có cái phần đó là phần tài khoản ngân hàng ở đây này để chúng ta có thể liên kết. Liên kết ngân hàng để thuận tiện cho cái việc các bác nạp và rút tiền cho em. Rồi sau khi mà chúng ta đã tạo được một cái ví hoàn chỉnh, xác thực tài khoản thành công và các bác đã thêm cho mình cái tài khoản ngân hàng, bây giờ em sẽ chia sẻ cho các bác về 5 cái nguồn thu nhập. 5 cái nguồn thu nhập ở trên cái ứng dụng ví Onnet này. Cái nguồn thu nhập đầu tiên đó là phần staking gửi lãi qua đêm. Gửi lãi qua đêm ở đây là như thế nào? Là các bác để tiền ở trên cái ví Onnet này
Cứ một ngày trôi qua 24 giờ là các bác sẽ được nhận lãi, giống như các bác đi gửi lãi ngân hàng hoặc là gửi lãi cho một bên bất kỳ nào đó, phải không? Thì cứ qua một ngày là chúng ta sẽ được nhận cái số lãi với cái số tiền mà các bác gửi. Hiện tại bản thân em đang có là 50M 755.000. Cái số tiền mà em có thể rút ra được là 8.700.000. Còn cái số tiền còn lại là hơn 40 triệu nữa của em ở đâu? Hơn 40 triệu nữa là bản thân em đi mua coin rồi. Đấy, mua coin rồi, nên là các bác nhá, em mua coin, em mua cái đồng Onnert cơ. Em mua rơi vào khoảng độ là mấy chục ấy. Đấy là cũng là một cái nguồn thu nhập. Nhưng mà bây giờ em sẽ chia sẻ, các bác có thể gửi lãi. Ví dụ hiện tại em đang có ở đây là 8.700.000. Các bác ấn vào đây 8.700.000 thì mỗi một ngày trôi qua em nhận được ở đây khoảng độ là hơn 2.000 nhá. Hơn 2.000. Đây là cái phần lãi qua đêm. Đấy, chỉ còn 7 giờ 35 phút nữa thì em sẽ lại được nhận lãi. Nhưng mà cái lãi qua đêm này nó sẽ thấp hơn là cái phần lãi mà các bác gửi ở trong cái mục setting, hay còn gọi là mục FAMI đây. Ví dụ để chúng ta có thể tham gia gửi lãi mà các bác muốn nạp cái đồng VLDC, giá trị của cái đồng VLDC này nó tương đương với là Việt Nam đồng. Ví dụ của em là 8.700.000, nó cũng tương đương là 8.700.000. Để nạp tiền thì các bác ấn vào mục phần nạp ở đây cho em này. Đấy, chúng ta ấn vào mục nạp. Các bác muốn nạp bao nhiêu thì các bác sẽ nhập cho em cái số lượng, sau đó các bác điền cho em cái số tiền. Đấy, khi mà các bác chuyển khoản cho người ta thì các bác nhớ cho em đó là cái phần nội dung chuyển khoản. Nếu như trong cái mục này bác nào mà chưa biết cách thì các bác có thể liên hệ với em sẽ hỗ trợ các bác cách nạp làm sao nó nhanh nhất có thể. Để lại qua đêm này, các bác có thể thấy này, lại qua đêm này. Giới thiệu về cái phần lại qua đêm, không khóa tài khoản này, không rủi ro khi biến động này, nhận lãi đều đặn cứ qua 00 giờ và lãi suất ở đây là 12,8%, nó tương đương với là lãi 1% nha các bác nhá. Ví dụ các bác gửi 100 triệu. Đấy, 100 triệu thì một tháng các bác sẽ nhận được là 12,8%. Đấy, 1 tỷ thì chúng ta cũng nhận được. Đấy, tài sản nhận lãi. Đấy, các bác có thể thấy đây là tài sản nhận lãi, nó sẽ tính theo phần trăm. Những cái đồng coin các bác cũng có thể nhận lãi như là USDT, đồng Son, BTC. Đấy là cái phần mà em chia sẻ cho các bác. Rồi, các bác muốn gửi mà nó nhận cao hơn thì các bác có thể ấn mục phần FAMI. Trong cái mục FAMI này thì chúng ta có thể chọn đó là VLDC. Trong cái mục gửi FAMI này thì chúng ta sẽ gửi theo chu kỳ là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm. Đây, ví dụ như các bác muốn gửi ở đây là 1 tháng là 13,8%, các bác ấn vào đây là 30 ngày. Đấy, 30 ngày nhá. Tiếp theo 90 ngày chúng ta sẽ nhận được là 15,33%. 180 ngày chúng ta sẽ nhận được là 17,6%. 365 ngày. Đấy, những cái mục này thì hiện tại có rất là nhiều người gửi rồi, kiểu như là nó đã bị đầy. Còn những bác nào mà mở lên ở cái tài khoản của các bác mà chưa đầy thì các bác có thể vào gửi bình thường cho em. Trên cái mục này cũng có rất là nhiều bác đã từ bỏ gửi ở một số, kiểu như là một số các ngân hàng, thì các bác cũng chọn gửi ở trên cái ứng dụng ví Onnert này cũng rất là nhiều, để các bác có thể nhận được một cái số lãi. Đấy là cái nguồn thu nhập đầu tiên. Cái nguồn thu nhập thứ hai là các bác có thể mua một số các đồng coin ở trên cái ứng dụng ví Onnert này, để chúng ta có thể đợi khi nào mà nó tăng giá lên thì chúng ta có thể bán ra. Đây, để em sẽ bật một số các đồng coin, các bác ấn vào mục phần dấu cộng. Đây, em sẽ bật một số đồng coin lên nhá. Bởi vì cái này nó dành cho những bác nào mà tham gia chơi coin, tham gia kiểu như là tìm kiếm, muốn mua những cái đồng coin mà các bác muốn. Đó, đấy là những cái đồng coin, hoặc là các bác có thể tìm kiếm cái đồng coin mà các bác muốn tìm kiếm ở đây. Giả sử như là em muốn mua cái đồng Bitcoin đi, Bitcoin nhá, chẳng hạn. Hiện tại Bitcoin nó đang giảm là 3.5%, thì các bác có thể ấn vào mục Bitcoin ở đây cho em. Sau đó các bác kéo xuống, các bác ấn mục phần mua. Đây, các bác có thể thấy hiện tại nó đang giảm, phải không? Đây, nó đang giảm. Thì các bác muốn mua, các bác ấn vào đây. Hiện tại số dư của em bây giờ đang có ở đây là 8.684.000. Một Bitcoin nó tương đương với là 1.571.000. Thì em sẽ ấn mục Max, xem 8 triệu của em sẽ mua được là bao nhiêu. 8 triệu của em nó sẽ mua được là 0.005 Satoshi của cái đồng BTC. Sau đó các bác ấn mục phần mua ở đây cho em. Sau khi mà chúng ta mua mà chúng ta đợi trong khoảng độ là vài ngày mà cái đồng Bitcoin này nó đang từ giá dưới này chẳng hạn mà nó bay lên trên. Đấy, mà các bác vào kiểm tra
Thấy cái số tiền ví dụ như là chúng ta mua hết là 8 triệu 700 mà nó lên là 10 triệu hoặc là 12 triệu. Đấy, sau đó các bác có thể vào cái phần BTC các bác bán ra là chúng ta sẽ có cái nguồn lãi rồi nhá. Đấy là cái nguồn thu nhập thứ hai. Cái nguồn thu nhập thứ ba là các bác có thể tham gia trở thành cộng tác viên ở trên cái ứng dụng Onnote này. Trở thành cộng tác viên thì chúng ta sẽ có cái mục phần thưởng này. Như lúc đầu em chia sẻ cho các bác về cái nguồn thu nhập 6 tháng đầu năm của em là 65 triệu. Thì để trở thành cộng tác viên thì nó cũng có một số quy định. Một số quy định nhá. Đây em sẽ cho các bác xem cái số quy định để trở thành cộng tác viên ở trên cái ứng dụng VOnNote. Đây là cái phần để chúng ta có thể trở thành đối tác ở trên cái VOnNote nhá. Nó sẽ có 4 level. Level 1, 2, 3 và 4. Cái phần đầu tiên đó là cộng tác viên. Thứ hai đó là đối tác bạc. Thứ ba đó là đối tác vàng. Thứ tư đó là đối tác kim cương. Các bác có thể kéo xuống này. Đối với đối tác cộng tác viên thì chúng ta chỉ cần có 500 Onnote thôi là các bác có thể tham gia được. Đối với đối tác bạc thì là 2.000 Onnote. Đối tác vàng là 7.500 Onnote. Và kim cương là 20.000 Onnote nhá. Và hoa hồng tối thiểu, đây, đăng ký trực tiếp hoa hồng tối thiểu các bác có thể kiếm được là 2 triệu này, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu ở đây. Đấy là hoa hồng tối thiểu nhá, hàng tháng này. Các bác kéo xuống. Ở đây thì các bác có thể đọc một số các phần tiếp theo. KIC cơ bản này, gián tiếp này, các bác cũng có thể nhận được hoa hồng setting này. Đối với đối tác cộng tác viên này. Đấy, nó sẽ hiện lên ở đây cho các bác nhá. Đấy, rất là nhiều những cái nguồn hoa hồng. Và trở thành đối tác cộng tác viên chỉ cần mất 500 Onnote thôi là các bác có thể trở thành đối tác trên cái ví Onnote này rồi. Hiện tại thì bản thân em đang là Onnote bạc. Onnote bạc là 2.000. Các bác là Onnote cộng tác viên cũng được, là các bác cũng đã kiếm được nguồn hoa hồng rồi. Không cần phải lên bạc cũng được nhá. Lên bạc thì dành cho những bác nào mà kiểu như là chạy hệ thống nhiều. Hoặc là các bác nào muốn lên bạc cũng được. Chúng ta sẽ cần có 2.000 Onnote. Với cái giá Onnote bây giờ nó rơi vào khoảng độ là hơn 20 triệu. Còn đối với 500 Onnote nó rơi vào khoảng độ là gần 6 triệu nhá. Gần 6 triệu thôi là các bác đã trở thành đối tác ở trên cái ví Onnote này rồi. Đấy là cái phần khi mà các bác trở thành điều kiện để chúng ta có thể trở thành cộng tác viên và đối tác ở trên cái ví Onnote này. Sau khi mà chúng ta đã trở thành cộng tác viên hoặc là đối tác rồi thì các bác sẽ có một cái mục phần thưởng ở đây. Và khi mà các bác có cái phần thưởng đó là các bác có thể xây dựng hệ thống. Hệ thống của các bác là các bác có thể đi tuyển Z. Khi mà cấp dưới của các bác tham gia giao dịch mua bán một cái đồng coin bất kỳ là các bác sẽ nhận được hoa hồng từ cái việc những cái giao dịch đó nhá. Và cứ một tháng trôi qua nó sẽ tổng kết ở trong cái mục phần thưởng này. Ví dụ tháng này các bác kiếm được là 100 hoặc là 200 hoặc là 1 triệu thì các bác có thể rút ra cái ví chính ở đây để các bác có thể chuyển và rút về ngân hàng của các bác. Đấy là cái nguồn thu nhập. Nếu như bác nào mà muốn trở thành cộng tác viên ở trên cái ứng dụng Onnote này thì các bác có thể liên hệ với em. Em sẽ hỗ trợ nhá. Rồi đấy là cái nguồn thu nhập thứ ba. Cái nguồn thu nhập thứ tư là các bác có thể đi giới thiệu chia sẻ bạn bè. Giới thiệu chia sẻ bạn bè để chúng ta có thể kiếm thêm được một cái nguồn hoa hồng. Đây các bác có thể thấy ở đây. Đây là cái phần mời bạn bè. Phần thưởng nhận lên tới là 140.000. Cả người giới thiệu và người được giới thiệu cũng có thể nhận được tiền. Đấy là cái nguồn thu nhập thứ tư. Và cái nguồn thu nhập thứ tư này cứ mỗi một tháng thì thường nó sẽ có những cái sự kiện dành cho những người nào mà có cái số lượt đi mời bạn bè mà được nhiều. Như đợt tháng 6 vừa rồi có người giới thiệu được nhiều, nhận cái giải thưởng lên tới là 10 triệu nhá. Các bác lên nhớ theo dõi ở trên nhóm Telegram hoặc là trên Facebook. Nó có rất là nhiều những cái sự kiện về cái phần thưởng chia sẻ mời bạn bè này. Có rất là nhiều bác đã kiếm được một cái nguồn thu nhập khá là nhiều từ cái việc đi giới thiệu bạn bè. Tiếp theo cái nguồn thu nhập cuối cùng là cái mục Fortuner, hay còn gọi là mục Chancoin. Chancoin này thì dành cho những bác nào mà có kinh nghiệm một chút thì các bác có thể tham gia chơi, hoặc là những bác chưa có kinh nghiệm thì các bác có thể tham khảo cho em. Đây các bác có thể ấn mục Fortuner. Fortuner này thì nó sẽ có phần số dư khả dụng ở đây. Thì các bác sẽ ấn vào đây này. Bên góc bên dưới này gần cái mục đầu tư nó sẽ có phần Fortuner. Thì các bác sẽ ấn vào đây cho em. Ở trong cái mục này để tham gia chơi coin và chơi future được thì nó sẽ có cái phần đó là phần ví ở đây này. Phần ví ở đây thì chúng ta sẽ ấn mục phần ví. Trong cái mục ví này thì các bác có thể nạp tiền vào
Đấy, là từ cái ví chính của các bác vào. Hiện tại em đang có tiền 8 triệu 6, em ấn vào đây. Sau đó các bác có thể ấn một phần xác thực ở đây cho em là được. Nếu như các bác không cần thì các bác có thể ấn vào mục rút ra đều được nhá. Đấy, rút ra đều được. Ở trong cái mục Fortuner này thì bản thân em cũng đã tham gia. Đây, em sẽ cho các bác xem về cái phần lãi lỗ của em. Đây, lãi lỗ của em đây nhá. Đây là một chút những cái phần lệnh mà em tham gia, cũng có lệnh thua, cũng có lệnh thắng. Đây các bác có thể thấy này, đây là những cái lệnh thắng, còn đây là một số các lệnh thua ở đây. Có lệnh thì em cũng kiếm được cả 246.000, lệnh thì 50.000. Nhưng mà đa số bản thân em tham gia toàn là kiếm nhỏ lẻ thôi, cứ được bát phở là em đã dừng rồi. Còn không thì nếu mà chúng ta có thể chờ đợi hơn thì chúng ta có thể kiếm được những cái lệnh nó cao hơn. Hiện tại thì em đang có nhóm Zalo hỗ trợ chia sẻ cũng như là hướng dẫn các bác ở bên cái mục Fortuner này. Nếu như bác nào mà muốn tìm hiểu về cái mục Future Fortuner để các bác có thể kiếm ra cho bản thân mình một cái nguồn thu nhập thì các bác có thể vào nhá. Trên cái mục này thì các bác có thể chọn cho em một cái đồng coin mà các bác muốn tham gia chơi future. Đây, ví dụ các bác ấn vào bên này, các bác sẽ có những cái mục, đó là mục tăng và mục giảm. Ví dụ các bác ấn sang mục giảm, các bác thấy có một cái đồng coin nào hiện tại nó đang giảm mà khá là sâu, các bác muốn vào lệnh mua, ví dụ cái đồng mà PNL này hoặc cái đồng TAO này mà các bác cảm thấy ví dụ là nó xuống sâu phải không? Đây chúng ta có thể thấy này. Như này chẳng hạn. Mà các bác thấy nó xuống, đang xuống như này mà các bác nghĩ là nó sẽ không lên được. Giả sử em đang có là 4 triệu 400 ở trong cái ví Fortuner này. Em tham gia một cái lệnh, đó là lệnh bán. Lệnh bán có nghĩa là chúng ta bán mà cái đồng coin này nó càng giảm thì chúng ta sẽ kiếm được nhá. Nếu như mà đây, ở đây thì nó sẽ có cái đòn bẩy. Đòn bẩy ở đây thì các bác sẽ chọn đòn bẩy càng cao thì cái tỷ lệ kiếm được càng nhìn lớn, cũng như là rủi ro của các bác nó cũng càng nhiều. Ví dụ em chọn đòn bẩy là 20, thường bản thân em sẽ chọn là 20. Khối lượng các bác muốn chọn ở đây là bao nhiêu? Ví dụ như là X20, chúng ta đi khối lượng là 1 triệu. 1 triệu nhá. Thì ký quỹ của chúng ta sẽ là 50.000. 50.000. Đấy, 10 triệu thì ký quỹ của chúng ta sẽ là 500.000. Đấy, nó sẽ nhân lên. Nếu như là X10, X10 nhá, thì ví dụ chúng ta đi khối lượng là 10 triệu thì ký quỹ chúng ta phải là 1 triệu, bởi vì X10, X20 thì nó sẽ chia ra làm hai lần, phải không? Đây, ví dụ em sẽ vào một cái lệnh, ví dụ như em đi khối lượng là 2 triệu 500 thì ký quỹ của em ở đây là 129.000. Đây, em sẽ ấn một phần xác nhận. Bây giờ em sẽ ấn một phần đặt lệnh ở đây nhá. Đây, em sẽ ấn một phần đặt lệnh ở đây. Như vậy là em đã đặt xong một cái lệnh, đó là lệnh bán chẳng hạn. Đang bị âm là 0,25% ở đây. Và các bác có thể thấy lời lỗ tạm tính của chúng ta đang bị âm là 600. Đấy, các bác thấy chưa? Nó đã xanh lên rồi là 0,7% ở đây. Thì bây giờ các bác có thể cài đặt cho em, đó là sử dụng nó tự động chốt lời hoặc là cắt lỗ. Ví dụ các bác sẽ ấn một phần sửa SL và TP. Đây, nó sẽ có phần, đó là phần chốt lời và cắt lỗ. Thì các bác sẽ ấn một phần chốt lời cho em. Các bác muốn lãi bao nhiêu? Ví dụ như là 5% thì chúng ta sẽ lãi được ở đây là 6.000. Đấy. Các bác muốn chọn ở đây là 8% thì chúng ta sẽ lãi được là 10.000. Nhưng mà thường bản thân em hay chọn là lãi tầm hơn 20.000 thì em sẽ lãi là 19%. Đấy, 19% thì em sẽ chọn như này. Còn cắt lỗ thì em sẽ chọn cắt khoảng độ là một nửa, là 50 hoặc là 70%. Đấy, tầm 70% đi. Nếu như nó đạt cái điểm này là âm 62% là chúng ta sẽ bị mất 78.000, thì nó sẽ tự động đóng cái lệnh này lại, chúng ta sẽ không bị mất là 120.000 này nhá. Đấy, chúng ta chỉ bị mất 76.000 kia thôi, vì lệnh chúng ta đã kiểu như cài đặt rồi. Và khi mà chúng ta đạt được là gần 20% thì nó sẽ tự động chốt lời cho chúng ta, vừa lại chúng ta cũng đã cài đặt rồi. Đấy, để cài đặt này. Nếu mà đạt lên 19% nó cũng tự động chốt lời cho chúng ta. Đấy, các bác có thể thấy là hiện tại em đang âm là 76 à 7,6, tương đương là âm là 9.000. Đấy, các bác cũng có thể thấy. Nhưng mà khi mà cái đồng coin này nó càng giảm xuống là chúng ta sẽ lãi được nhá. Nên là các bác có thể tham khảo. Ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta vào lệnh, chúng ta lệnh nhiều thì chúng ta có thể soi, còn lệnh ít thì chúng ta có thể cài đặt SL và TP. Và những cái lệnh tiếp theo các bác tham gia cũng như vậy cho em. Và em sẽ có một cái video hướng dẫn chi tiết hơn có thể ở trên cái mục Fortuner này cho các bác, để các bác có thể nắm rõ nhá. Rồi,
Đấy là 5 cái phần em chia sẻ cho các bác về những cái nguồn thu nhập thụ động dành cho những bác nào mà là người mới để các bác có thể tham khảo kiếm tiền trên cái ứng dụng ví Onnote. Hiện tại đây là một trong những cái ứng dụng ví kiếm tiền mà lâu dài, uy tín đến cái thời điểm bây giờ mà bản thân em đã tham gia được 4 năm rồi. Nếu như bác nào hiện tại mà đang còn chưa hiểu hoặc là còn khúc mắc về một cái vấn đề gì nữa thì các bác có thể liên hệ với em sẽ hỗ trợ. Video này của em kết thúc ở đây nhé. Em xin chào tất cả các bác.